Ngài yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tai cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con chọn con, xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh con. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa chọn con. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con chọn con, xin gửi con vào khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản,
giám mục giáo phận Ban Mê Thuột đã phong chức linh mục cho cha Phaolô Nguyễn Văn Yến, và hôm nay tân linh mục Phaolô cử hành thánh lễ tạ ơn trong tâm tình. Giờ đây xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe tiểu sử tân linh mục Phaolô Nguyễn Văn Yến. Tân linh mục Phaolô Nguyễn Văn Yến sinh ngày 2 tháng 7 năm 1984 tại giáo xứ Ngọc Long, Công Thành, Yên Thành, Nghệ An. Con ông Phaolô Nguyễn Văn Trí và bà Anna Trần Thị Quy, từ lúc sinh ra đến năm học lớp 3, lớn lên và học tập tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từ lớp 4 đến lớp 5, ngài theo gia đình di cư vào giáo họ Vĩnh Phúc, rồi định cư và học tập tại xóm Chờ, thôn 1A, xã E Xiên. Hiện tại, tân linh mục Phaolô Nguyễn Văn Yến đã được Đức Cha Vinh Sơn bổ nhiệm làm linh mục phó giáo xứ Giang Sơn. Như vậy, phần lớn thời gian từ năm học lớp 6 đến nay, tân linh mục Phaolô sinh sống và học tập xa gia đình và bà con lối xóm. Hôm nay, ngài trở về quê hương để dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các đấng bậc trong giáo xứ và giáo họ, quý ân nhân, thân nhân còn sống cũng như đã qua đời. Trong tâm tình đó, kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ. Kính mời cộng đoàn đứng, mời ca đoàn hát nhập lễ. Chúng ta và cách riêng tuôn đổ xuống trên chính con
qua hồng ân thánh chức linh mục. Con cũng xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho sự bình an của giáo xứ, giáo họ, cầu nguyện cho quý ân nhân, thân nhân và mọi người hiện diện nơi đây. Đồng thời, con cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh hồn, ông bà, tổ tiên nội ngoại của con và các linh hồn đã qua đời trong giáo họ. Giờ đây, anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tôi mọi làm. Chúa là
từng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi, ta chuyển cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói, đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Để người khen vinh quang Thiên Chúa.
Đức Kitô được siêu tôn. Đó là lời Chúa. Nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy, thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy, thầy đã cho anh em biết, không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em. Và các cửa anh em, để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Còn tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Sáng hôm qua, khi đoàn rước bắt đầu, các đoàn nhà thờ chánh tòa hát bài ca nhập lễ với tựa đề đó là Giao ước của linh mục nhạc sĩ Ánh Đăng. Và khi nghe những ca từ của bài hát này, anh em linh mục chúng tôi rất là xúc động, bởi vì ca từ giao diết nó chạm đến trái tim chúng tôi, và tất nhiên là những ca từ đó chạm đến trái tim 11 thầy phó thế. Hôm nay là 11 cha mới, trong đó có cha mới con lô đây. Điệp khúc thế này: từ đó, vâng từ đó, Chúa đã gọi con. Một khúc trao lời ước giao muôn vàn của: từ đấy, vâng từ đấy, Chúa đã chọn con. Ấm tiếng trao tay là lời hứa sắc son. Và tôi thích nhất là phi khúc hai: đường đời trong muôn ngàn lối, lòng người ai đâu dò tới, bơ vơ quán vắn cuộc đời, thân con lười khắp đường dài, vì lời giao ước mà thôi. Đừng ngại tương lai sẽ tới, mênh mông đất hứa cuộc đời, ta nâng đỡ không rời. Vậy thì đừng cha mới, nay từ nhỏ cha mới là một cậu bé nhà thường nhà thường Ngọc Long ở Giáo Phận Vinh, nghe lời các tiếng hát, nghe lời cầu nguyện trong thánh lễ, nghe ra làm lễ cha mới, tự nhiên mình cũng thích làm ông cha. Một ý tưởng ngộ nghĩnh thôi. Và bây giờ thuộc họ bên Quốc, lúc đó cậu bé Paulo Nguyễn Bắc Yến đi học xa nhà, cấp hai ở trọ tại Buôn Hồ, cấp ba trò tại Hà Lan, rồi hạt giống ớt gọi đó vào sau biển. Từ đó lâu lắm rồi, bà Chúa theo cha mới từ đó đến giờ, bà chắc hẳn theo suốt cả cuộc đời. Cả ba bài đọc lời Chúa hôm nay giúp chúng ta xác tín và có một cái nhìn đúng đắn về ơn gọi của chúng tôi, các linh mục tu sĩ công sứ cho các dân tộc. Những lời kinh thánh này không thể không lay động thật thâm sâu trái tim của mỗi một người sống đời thực hiện. Các linh mục chúng tôi, các tu sĩ
đặc biệt là trao đổi Phaolô. Hơn nữa, các bài đọc hai thấy Phaolô tông đồ người tín đồ Ê-phê-sô đã khẳng định: nhưng Ngài đã chọn chúng ta, chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và tất cả anh em để anh em ra đi sẽ được qua trái và qua trái của anh em tồn tại. Ông bà anh chị thân mến, trong vấn đề quyền đức sách hôm qua thế này: các con thân mến, trước khi đến trước linh mục, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Các con muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục, như là cộng sự viên tốt của hàng giám mục trong việc trang giác đoàn Thiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần theo giả phúc âm và trình bày đức tin Công Giáo không? Và câu thứ ba, các con cũng muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô để người sắp mình như thế. Căn hộ chúng tôi tại Ban Văn Thuộc này, nhớ trước đây chúng tôi đã nằm sắp như thế. Các cha trẻ sau này Đức Cha phong chức ở ngoài trời, nhưng mà lớp chúng tôi trở về trước 20 năm trở về trước nằm trên cung thánh đó, cung thánh nhờ thờ chính tòa. Và cộng đoàn dân Chúa hát cái tổ các thánh, hình ảnh này biểu trưng cho sự chết đi con người xác thịt. Khi Chúa dậy tiến lên cung thánh lãnh nhận bí tích quyền chức thánh từ tay Đức Giám Mục. Ông bà anh chị em thân mến, lễ mở tay đúng ra là hôm qua 11 tân linh mục đã dâng lễ đồng tế với Đức Cha. Hôm nay gọi là mở tay bởi vì cha mới chủ tế. Và chúng ta thấy linh mục nào cũng thế, rất hăng say thánh thiện trong những tháng năm đầu đời linh mục. Nhưng rồi sự thánh thiện này sẽ phai nhạt dần vì công việc phục vụ, vì sự tiếp xúc với giáo dân nhiều phức tạp, vì cử hành phục vụ quá quen thuộc hàng ngày được lặp đi lặp lại nên thánh thân thiên phai mờ dần theo thời gian. Và chúng ta nhớ Thiên Chúa linh mục không phải là đến cùng đích, không phải là đến dừng lại để người linh mục bắt đầu sống một cuộc sống xa hoa, vương giả, danh vọng, quyền quy. Linh mục không phải là một nghề nghiệp, linh mục càng không phải là một nấc thang để thăng tiến bản thân. Nhưng linh mục là sứ vụ đặc biệt mà Đức Giê-xu đã gọi và chọn để người linh mục yêu thương và phục vụ con người. Người linh mục phải sướng lại những lời của Đức Giê-xu đã loan báo, phải hóa lại những hành vi, cử chỉ và cách sống mà Đức Giê-xu đã thể hiện khi còn tại thế. Chính vì vậy mà người linh mục được mệnh danh là một Đức Kitô khác. Người linh mục là người hay bị đòi hỏi nhiều, nhất là phải sống cạnh làm dâu trong họ, không chỉ làm dâu cho anh chị em giáo dân mình mà còn làm dâu cho cả những anh chị em lương dân mà địa bàn mình đang làm việc hoặc được sai đến. Tuy nhiên anh chị em nhớ rằng cuộc sống người linh mục không phải lúc nào cũng là mùa xuân, như nhiều khi là mùa đông có cả những trông gai và gió chướng nữa. Hơn nữa, người linh mục vẫn là con người trong cõi nhân sinh với tất cả ưu khuyết điểm của con người. Dù muốn dù không, người linh mục phải đối mặt với cuộc chiến giữa trần gian. Các đã bước đi giữa cuộc đời bằng những hy sinh để giữ lại cho mình và cho tha nhân những phẩm chất tốt đẹp hầu kéo ơn Chúa từ trời cao xuống cõi nhân gian. Vì thế người linh mục cần được anh chị em cầu nguyện nhiều lắm. Người linh mục phải căn tâm đời sống mỗi ngày, phải hồi tâm, nhất là phải siêng năng cầu nguyện không ngừng. Người linh mục gắn liền với thánh lễ
với cái mầm mụ cầu nguyện không thể thiếu trong đời sống người linh mục. Ông bà anh chị em thân mến, một linh mục dòng trên Tây Ban Nha đã nói cái này: chúng tôi khi chịu chức linh mục thì phải ít nhất 10 năm sau sống với thiên chức này, chúng tôi mới trở thành một linh mục thật sự. 10 năm sau chúng tôi mới cảm thấy mình là một linh mục thật sự. Một linh mục dòng của lời từ tâm sự: tôi thấy nhìn cuộc đời linh mục như một hành trình trở nên con người linh mục. Ngày chuyển chức, cuộc hành trình trở nên linh mục bắt đầu. Linh mục không phải là một sản phẩm đã hoàn tất trong ngày chuyển chức, mà là khởi đầu có một hành trình trở nên. Tôi không nghĩ là có một linh mục hoàn hảo để mà cha mới đây nói đi. Và chúng tôi đây không phải là một sản phẩm hoàn tất đâu trong ngày chuyển chức. Cái riêng là cha mới Phaolô, để linh mục chúng tôi chỉ yêu một mình Giê-xu mà thôi. Đây là điều quan trọng và cốt lõi trong cuộc đời người linh mục. Nhờ đó suốt người ta rất là hay. Ở phòng thánh giáo xứ nhà Vinh Đức, hoàng thánh giáo họ có đặt cái bản của mẹ Teresa để nhắc nhở chúng tôi khi hành lễ là phải xuất sắc. Xin linh mục của Chúa dâng lễ này như thánh lễ mở tay, như thánh lễ sau cùng, như thánh lễ chỉ dâng duy nhất một lần trong đời mà thôi. Có như thế mỗi linh mục chúng tôi, và cái đây là cha mới nhớ rằng từ đó Chúa đã gọi con. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha đã yêu thương, đã tuyển chọn, thánh hiến và sai những người có tâm hồn quảng đại, biết đáp lại lời mời gọi của Người để ra đi loan báo tin mừng và minh chứng cho mọi người về tình yêu cứu độ. Vì thế, trong thánh lễ tạ ơn này, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tình nguyện xin chân thành. Cầu cho các vị mục tử, trước khi cha ơi thành hình trong già mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Chúng ta hãy hiến lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các giám mục, các linh mục và phó thê luôn là những mục tử thanh thiện và khôn ngoan, để các ngài ý thức về ơn được Chúa cho tuyên chọn làm ngôn sứ, hầu làm rằng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Hướng dẫn và thánh hóa tân linh mục qua bí tích truyền chức thánh. Xin Chúa ban cho tân linh mục Phaolô đầy tràn ơn thần khí, để ngài luôn can đảm vươn phong trước những yêu đuối của bản thân. Nhờ đó ngài có thể nhiệt thành phục vụ đoàn trên Chúa, nhất là trở nên người mục lòng Chúa mong ước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho thân nhân, ân nhân trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ mẹ trồng cây, chúng ta cùng hiệp ý với tân linh mục. Xin Chúa thương ban muôn ơn lành xuống trên quý thân nhân, ân nhân. Xin gìn giữ những ai đã có phần giúp cho tân linh mục tiến đến vạn thân luôn bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui và giữ được
lòng Chúa tin mãi cho trọn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho mọi người, Chúa Giêsu nói, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, cũng như những ai đã và đang cầu nguyện, giúp đỡ cho ơn gọi dâng hiến được đầy, được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa trong những hy sinh của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là đấng chí thánh, Chúa muôn mọi người nên thánh. Xin ban thánh thần Chúa cho chúng con, biến đổi chúng con nên môn đệ Chúa Kitô, nên mũi cho đời. Và xin thương đón nhận những ý nguyện của con cái nài van mà ban cho chúng con ngày hôm nay, biết một lòng sùng kính mến yêu và phụng thờ chỉ một mình Chúa, để mai sau được hợp cùng thần thánh chung hương hạnh phúc với Chúa trên quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để thi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Mặc dầu chúng con chẳng làm gì nên công trạng, xin giúp chúng con biết sử dụng ơn Chúa thế nào để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với khoa đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa chịu chết và sống lại, chúng
Kim và nơi thánh giáo đứng lên cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Vincent chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến linh hồn những người thân yêu đã qua đời trong giáo xứ chúng con, cách riêng các linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi tận trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trong năm Đức Thánh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Thiên Chúa. Thank you.
tâm linh mục. Trọng kính cha Phật Hạnh, cha Phật Sự, quý cha đồng kệ. Đặc biệt trọng kính cha Phaolô Tân Linh Mục, kính thưa quý tu sĩ nam đời, quý thường vụ hội đồng giáo xứ, quý vị khách quý cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Hôm nay là một ngày rất đáng ghi nhớ đối với cộng đoàn giáo họ Minh Phúc chúng con. Chúng con rất hân hạnh được đón tiếp quý cha, quý tu sĩ nam đời, quý khách và gia đình đến đây. Cùng với giáo hội chúng con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm một người con của giáo họ Minh Phúc tổ phong linh mục. Cha, quý tu sĩ nam đời và quý vị đã nói lên sự hiệp thông và hiệp nhất trong cộng đoàn dân Chúa. Vâng, kính thưa cha Tân Linh Mục Phaolô yêu quý, cha là hạt giống tốt lành của giáo họ Minh Phúc chúng con mà Thiên Chúa đã gieo trồng với bao hy sinh cố gắng học tập tu luyện của cha, cùng với sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của tất cả mọi người qua bao nhiêu năm tháng mong chờ. Và hôm nay đã đến ngày sinh hoa kết trái, Chúa đã ban thiên chức linh mục cho cha. Đây là một hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho giáo phận, nhưng cách đặc biệt là cho giáo họ Minh Phúc chúng con. Trước hết, cộng đoàn giáo họ chúng con nhiệt cùng cha mẫu và gia đình ông bà cố xin những lời tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân cao cả ngài ban. Cha là người con, người anh em của giáo họ Minh Phúc, đã gắn liền bao kỷ niệm của tuổi thơ nơi làng quê này có con suối lớn chảy qua và bạc ngàn rừng cà phê. Cha đã trong tròn tuổi thơ và hòa nhập vào mọi sinh hoạt và chia sẻ mọi buồn vui trong đời sống quê hương và xứ đạo. Trong niềm vui hôm nay, con xin phép đại diện cho cộng đoàn giáo họ Minh Phúc hân hoan chúc mừng cha mời Phaolô và gia đình ông bà bố. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Chúng con xin kính chúc Tân Linh Mục dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, sức khỏe, niềm vui trong sự vụ mới và luôn lành thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo. Xin cha cầu nguyện cho giáo họ cũng luôn bước đi trong tình yêu Thiên Chúa và mong có những bạn trẻ tình bước của cha. Kính thưa quý cha, cùng toàn thể quý vị nhìn vào những giáo sứ có đông hơn rồi giáo họ Minh Phúc chúng con ước mong được như những đôi vợ chồng trong nhiều năm hiếm quân, để khi có con thì có lại cho thêm những người con khác. Chúng con xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý khách đã không quản đường xa xa xôi, thời tiết nắng nóng mà quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách đã yêu thương mà bất chút thời gian đến cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và chung chia niềm vui trong ngày trọng đại này. Xin quý cha, quý vị tiếp tục cầu nguyện cho giáo họ chúng con có nhiều mầm non ươm rồi tiếp bước Tân Linh Mục Phaolô dâng thân làm thợ trong vườn nho của Chúa. Chúng con xin kính chúc quý cha, quý vị cùng toàn thể quý vị luôn dồi dào sức khỏe và đặt đầy hồng ân của Chúa phục sinh. Để tỏ niềm vui và lòng tình yêu sâu sắc, cộng đoàn đã hò chúng con xin dâng lên cha mời quê hương và ông bà cố bỏ hoa tươi thắm và món quà tặng cho cha tượng trưng cho hoa lòng của chúng con. Chúng con xin kính mời cha. Chúng con xin kính mời ông bà cố. Chúng con xin chúc mừng ông bà cố. Con xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, các ban ngành đoàn thể, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn, trước hết con xin mọi người cùng với con dâng lời tạ
ơn Thiên Chúa, tạ ơn tình Chúa bao dung, chọn con từ giữa muôn trùng hư vô. Thật vậy, dù con đây vẫn còn đó những lỗi lầm và bất xứng, thế nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và ban muôn ơn để hôm nay con được trở nên linh mục của Chúa. Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện để Ngài hoàn tất kế hoạch Ngài đã khởi sự nơi con. Trước hết, con xin được cảm ơn cha quản hạt và cha nguyên quản hạt vì yêu thương đã về hiện diện để cầu nguyện cho con trong thánh lễ hôm nay. Kính thưa cha Phêrô, chánh sứ giáo xứ Vinh Đức, cha đã luôn quan tâm tới con và gia đình con, và trong dịp này cha đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con và gia đình trong việc tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay. Và đặc biệt, cha đã nhận lời giảng lễ trong thánh lễ này. Con xin hết lòng cảm ơn cha. Con cũng xin cảm ơn đến cha nghĩa phụ Đức ông Đa Minh. Mặc dù vì lý do tuổi tác và sức khỏe, cha đã không hiện diện ở đây, nhưng cha đã luôn động viên, khích lệ, đồng hành và hướng dẫn con trong đời sống thiêng liêng, cũng như luôn dành cho con những tình cảm sâu đậm nhất. Kính thưa cha phó sứ giáo xứ Vinh Đức, quý cha xứ, cha phó nơi con đã và đang thực tập mục vụ, đặc biệt cha xứ giáo xứ Giang Sơn nơi con đang thực tập mục vụ, và có thể con sẽ tiếp tục phục vụ với cương vị là cha phó của cha. Vì lòng yêu thương, quý cha đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ kinh nghiệm, khuyên nhủ và hướng dẫn tận tình cho con. Con xin hết lòng cảm tạ và tri ân. Kính thưa quý cha đồng tế, sự hiện diện của quý cha hôm nay là dấu chứng của mối dây liên kết hiệp thông trong đức ái, đồng thời cũng là một niềm vinh dự và khích lệ lớn lao cho con trên hành trình mới. Con xin bày tỏ tâm tình tri ân và cảm mến. Vinh phúc vì lòng yêu thương giáo hội, quý sơ và quý vị đã không quản ngại hy sinh vất vả để chuẩn bị mọi thứ trong thánh lễ hôm nay được diễn ra một cách trang trọng và sốt sắng. Con xin chân thành cảm tạ và tri ân. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý thầy đại chúng sinh, ứng sinh thanh tuyển, quý thân nhân, ân nhân, các cấp chính quyền, quý thầy cô giáo và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, cảm ơn quý vị đã yêu thương giúp đỡ cho con bằng nhiều cách khác nhau, đã luôn nhớ đến con trong lời cầu nguyện và đặc biệt đã hiện diện trong thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho con. Sự hiện diện của quý vị nói lên tình liên đới và là niềm khích lệ cho con vui bước trên đường ơn gọi. Con xin hết lòng cảm ơn toàn thể mọi người. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, bình thường con ít khi nói lên được tiếng cảm ơn đến cha mẹ và mọi người trong gia đình, nên hôm nay con muốn mượn giây phút này xin phép quý vị cho con có đôi chút tâm tình. Kính thưa cha mẹ, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng và dạy dỗ con. Đến hôm nay con dâng thánh lễ đầu đời này thì công ơn của cha mẹ đã được viết bằng những nếp nhăn trên khuôn mặt, bằng mái đầu bạc công sức, bằng tuổi đời xé bóng hy sinh. Thật sự không thể kể hết những lao nhọc tần tảo của cha mẹ. Suốt đời cha mẹ chỉ nghĩ cho chúng con mà không hề nghĩ cho bản thân mình. Và trong một vài năm gần đây, cha mẹ lại còn phải chịu thêm những thánh giá của bệnh tật. Nhưng cha mẹ đã phải giấu đi những giọt nước mắt, che đi những giọt mồ hôi và âm thầm chịu đựng đớn đau để con yên tâm phục vụ Chúa hàng giáo hội.
nói hai tiếng cảm ơn cũng không đủ, khắc hai chữ ghi ân cũng chẳng cân xứng. Con chỉ biết phó thác cha mẹ cho Thiên Chúa, con không biết kế hoạch của Ngài thế nào, nhưng con tin Chúa sẽ bù đắp, rồi những hy sinh vất vả của cha mẹ sẽ trở nên những đóa hoa thiêng liêng trên thiên đàng sau này. Và qua những lao nhọc ấy, Chúa cũng ban muôn ơn xuống cho gia đình mình và đặc biệt là cho con. Anh chị em, dâu rể và các cháu trong gia đình thân mến, mọi người đã hy sinh nhiều thứ, chấp nhận khó khăn nhiều mặt để dành những gì tốt nhất cho em. Em còn nhớ ngày gia đình mình mừng em tốt nghiệp đại học, các anh chị đã đồng tâm nhất trí sẽ thay cha mẹ lo cho em học thêm cao học và nếu có thể thì học lên nữa. Nhưng em lại bảo em đi tu, lúc đó cả nhà im lặng và cha nói nếu em nó đi học tiếp thì anh chị chỉ gánh thêm một vài năm là xong, nhưng nếu em đi tu thì phải gánh vác em suốt cả đời. Đúng vậy, vì em sống đời độc thân nên anh chị sẽ là người cha người mẹ thứ hai. Các em các cháu như là những người con tinh thần, là nơi để cho em nương tựa và bám víu, là nơi để em có thể trở về bất cứ lúc nào. Mọi người không chỉ gánh vác em mà còn phải thay em gánh vác cha mẹ, làm tròn việc hiếu việc tình. Tất cả công ơn em nguyện ghi nhớ và khắc sâu vào đời sống dâng hiến của mình. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn, ngôn bất tận ý, thế nên những lời của con hôm nay không thể diễn tả được hết những tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm tri ân đối với mọi người. Con chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn phúc trên quý vị. Kính mong quý cha và toàn thể cộng đoàn bỏ qua cho những thiếu sót và lỗi lầm của con, nhất là trong việc tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay. Xin tiếp tục yêu thương nâng đỡ và cầu nguyện cho con trong bước đường sứ vụ mới. Giờ đây, con xin được dâng lên cha mẹ bó hoa tươi để tỏ lòng biết ơn của con.
vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình. Chúa ơi, con là linh mục, muôn muôn ngàn đời theo phẩm hàm Melchizedek. Ân tin Ngài đặt sâu trong tim, hồn con đó ngất ngây vì yêu. Chúa ơi, con là linh xin đi vào đời thay đổi mình nên như Giêsu, yêu hết mình tận tâm cho đi đời tận hiến con nào xa chi. Yêu là cho đi cho luôn chính mình hơn là nhận lấy, vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Chúa ơi, con là linh mục, yêu muôn ngàn đời, xin trở thành gia nhân trung kiên, theo bước Ngài nhận bao hy sinh, từ nay quyết sống cho tình yêu. Chúa ơi, con là linh mục, xin muôn ngàn đời yêu chỉ Ngài chính nguyên đơn sơ, chiếc áo dòng mang trên thân con đời tận hiến chỉ vì tiếng yêu. Yêu là cho đi cho luôn chính mình hơn là nhận lấy, vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Ở gia đình á, các tiết mục của gia đình ông cố cực kỳ tuyệt vời luôn, và con hy vọng là bữa tiệc âm nhạc ngày hôm nay sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, chắc chắn là như vậy. Và giờ đây con xin mời là đại diện hội đồng giáo sư Đức chuẩn bị ạ. Kính thưa quý vị, lời của bản nhạc hòa tấu vừa rồi cũng chính là niềm vui của gia đình, cảm ơn các quý vị. Đó cũng chính là niềm vui trọng đại mà Chúa ân ban cho linh mục Phaolô Nguyễn Văn Yến, cho giáo phận Ban Mê Thuột, cho giáo họ Vinh Phúc thuộc giáo xứ Vinh Đức. Cho nên giờ đây con xin trân trọng kính mời vị đại diện Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ Vinh Đức tiến lên lễ đài danh dự để bày tỏ niềm vui ấy qua những lời phát biểu và chúc mừng tâm chức thay cho muôn lời muốn nói của tất cả bà con giáo dân trong giáo xứ. Xin trân trọng kính mời vị đại diện giáo xứ Vinh Đức. Kính thưa quý cha, kính thưa quý nam nữ tu sĩ,
Kính thưa các cấp chính quyền, kính thưa ban đại diện, ban hành giáo của giáo hồ Kinh Phúc và cùng tất cả quý khách. Nếu ai đã một lần vào ở đây, có nghĩa là vào xã E Siêng, hoặc là nói cách khác là vào giáo hồ Vĩnh Phúc, chúng ta cảm nhận một điều như thế này: khi vào tới đây rất là thoải mái, tâm hồn chúng ta tự nhiên thấy thoải mái, vì giáo xứ giáo hồ Vĩnh Phúc có một cái phong cảnh thật là đẹp. Ở bên phải dòng suối lớn là khu hành chính của xã E Siêng, với trường học, với chợ và với khu dân cư đông đúc. Phía bên trái của dòng suối là nhà thờ giáo hồ Vĩnh Phúc, nằm nguy nga ở trên một ngọn đồi, và hàng ngày sáng chiều có tiếng kinh ngâm nga ca tụng Thiên Chúa, thật là hữu tình. Và như ai đã từng nói, ở đây phong cảnh hữu tình làm sao. Dạ, kính thưa quý vị, thật là hữu tình. Kính thưa quý cha cùng toàn thể quý vị, và còn hữu tình hơn nữa, và còn hữu lý hơn nữa, là hôm nay tất cả quý cha, tất cả quý khách, chúng ta từ bốn phương tập trung về đây để cùng hợp ý với cha Phaolô tạ ơn Thiên Chúa là người cha nhân từ, là người đã từng yêu thương từng con người của chúng ta, và đặc biệt đã từng yêu thương và chọn gọi cha Phaolô. Giờ đây con xin được trân trọng kính mời tân linh mục Phaolô lên sân khấu để chúng con được gặp. Kính thưa cha Phaolô, một ngày hồng ân của cha, ngày mà cha được Thiên Chúa tuyển chọn để lên đi làm công việc của Ngài, chúng con xin được thay lời cho tất cả giáo xứ Vĩnh Đức xin được chúc mừng cha. Chúc mừng cha đã được Chúa chọn gọi, chúc mừng cha đã được giáo hội sai đi để rồi làm việc của Ngài. Và kể từ đây cha sẽ làm việc của chính đấng sai cha. Vì vậy con xin thay lời cho giáo xứ, xin được chúc cha thành công trong công việc của cha đang làm, và từ đây các cái công việc mà Chúa giao cho cha, hy vọng cha, chúc cha sẽ thành công. Và cũng từ đây thì cha không phải là con của ông bà cố, và cũng từ đây cha không còn là người giáo dân của giáo họ Vĩnh Phúc, nhưng là của tất cả mọi người. Con chúc cha thành công trong công việc, xin cha đi đến đâu có người tiếp đón cha ở đó, để rồi công việc của cha thực hiện, đó là công việc của Chúa thực hiện. Và trong ngày hôm nay chúng con xin được gửi một bó hoa chúc mừng đến cha, chúc cha thành công trong đời dân hiến. Kính thưa ông bà cố, chúng tôi xin được chúc mừng ông bà cố đã hiến dâng một người con cho Thiên Chúa và đã được Chúa chấp nhận. Đây là một cái điều không phải dễ ở trong cuộc đời của tất cả các gia đình. Cho nên xin được một lần nữa có lời chúc mừng đến ông bà cố. Và tôi cũng xin được chúc mừng tới giáo hồ Vĩnh Phúc. Đây là cái món quà đầu tiên mà Thiên Chúa đã ban tặng cho giáo hồ. Xin được chúc mừng giáo hồ, và cũng từ đây thì hy vọng rằng giáo hồ Vĩnh Phúc chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều người và rất nhiều người nữa theo con đường dân hiến, như là cha là người đàn anh, là người anh cả của giáo hồ. Một lần nữa con xin được chúc mừng cha, xin được chúc mừng ông bà cố, và xin được chúc mừng giáo hồ Vĩnh Phúc. Con xin chân thành cảm ơn. Dạ, kính thưa quý cha cùng cộng đoàn, con xin phép được đặt chủ đề cho bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc tình yêu. Và để diễn tả ý nghĩa tình yêu của con người dân lên Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta dành cho nhau, con xin được viết vội mấy câu thơ như sau. Hôm nay bữa tiệc tình yêu mang nghĩa đôi chiều dọc ngang. Dọc là diễn tả tương quan, phàm nhân với Chúa cao sang trên trời. Chiều ngang là người đến với người, trao nhau quà tặng, trao lời yêu thương. Vâng, và đó là ý nghĩa của bữa tiệc hôm nay.
Và hồi sáng đến giờ thì con cũng đã nhận được rất là nhiều món quà. Nào là món quà tinh thần và những món quà về hiện vật của tất cả quý vị. Và bây giờ con xin cũng được gửi lại những quý vị may mắn những món quà thật là ý nghĩa của chúng con. Và món quà đầu tiên xin được dành cho quý vị đến từ giáo xứ Vinh Đức với câu hỏi như sau. Ai mà đáp được câu hỏi này thì sẽ được dành được phần quà đầu tiên, phần quà tri ân đầu tiên của con. Tên thánh, họ và tên, ngày bổn mạng của cha quản sứ giáo xứ Vinh Đức là gì? Rồi xin, rồi xin ơn. Bây giờ giáo họ Vinh Phúc, giáo họ Vinh Phúc chưa được ưu tiên. Những ai mà đến từ giáo xứ Vinh Đức á, ngoài giáo xứ mẹ đó, ngoài giáo xứ mẹ đâu? Hồi nãy con thấy có một đâu, giáo xứ mẹ. Rồi xin mời bạn Nghĩa lên đây. Bạn Nghĩa này là một bạn Nghĩa này là xin giới thiệu với quý vị, đây là một người mà hồi xưa là con và ông này là sáng nào cũng đi lễ sáng ở Hà Lan, hai anh em rất là siêng năng. Ông này hồi xưa cũng món mén định đi chung với con. Rồi xin hỏi bạn Nghĩa là tên thánh, họ và tên, ngày bổn mạng của cha quản sứ giáo xứ Vinh Đức. Những cái bổn mạng mình nhớ, những cái gì mà ngày sinh thì mình nhớ. Ngày bổn mạng cũng với cha của tên thánh nhất định là Phêrô. Còn là tên cái ngày thì 29 tháng 6. Ngày 29 tháng 6, tên thánh Phêrô, họ và tên của ngài. Vậy thì thế này này, món quà này dĩ nhiên là bạn nghĩa là người bước lên đây đầu tiên, cho nên là cái phần may mắn không thể nào mà để lại cho chương trình. Bạn phải lấy đi. Bây giờ cái chương trình này là chương trình ép nhận quà, trả lời sai cũng được nhận quà. Rồi dĩ nhiên là Phêrô, cha quản sứ thân yêu của chúng ta là cha Phêrô Nguyễn Văn Thái, và dĩ nhiên là tên ngày bổn mạng thì như là bạn Nghĩa đã nói. Rồi xin tặng bạn Nghĩa một phần quà của ban tổ chức. Rồi xin chúc mừng và xin chúng ta một tràng vỗ tay ạ. Chủ tịch xã, vâng, xin dành tặng cho chủ tịch xã xin một tràng vỗ tay đi ạ. Vâng, xin mời ạ. Kính thưa các quý linh mục đại diện cho giáo phận Văn Đức Thuận, các quý linh mục đại diện cho giáo xứ Đức, ban hành giáo của giáo họ Vĩnh Phúc, kính thưa toàn thể quý khách quý. Hôm nay cũng rất là vinh dự về được dự lễ trọng quyền chức cho tân linh mục của Đức Yến. Thì có thể nói đây là một niềm vinh dự rất lớn rồi cho gia đình, rồi cho giáo họ, và cũng không có gì hơn thay mặt cho địa phương, các em xin được chúc mừng thầy Yến, và rất mong với phương vị mới, dù được phân công ở những địa phương nào thì thầy cũng sẽ cố gắng hết khả năng phẩm chất của mình để làm công một phần và những cái nhiệm vụ để giáo hội phân công. Và trong cái buổi tiệc ngày hôm nay thì một lần nữa không có gì hơn xin được kính chúc toàn thể quý vị khách quý ở trong tiệc vui ngày hôm nay một lần chúc sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Một linh mục là linh mục nhạc sĩ, ca sĩ. Vâng, đây là giọng ca của linh mục nhạc sĩ, ca sĩ Thiều Quang. Xin một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Còn với cha Yến, có cái gì đó cũng rất là không tình cờ gặp nhau, nhưng mà có nhiều cái mình cũng như là hiểu ý nhau. Ví dụ như là cái câu ý lực mà cha chọn cũng là câu mà em chọn. Điều đẹp ý ngài xin dạy con thực hiện, đúng không? Đó, rồi ngài cũng là nhạc sĩ, ca sĩ. Rồi cũng lại trong Cusilo, con này trong phong trào Cusilo. Hôm nay có rất là nhiều anh em Cusilo ở đây. Thì trong số con viết 150 tình khúc con đã viết, thì có khoảng 100 tình khúc là con viết nhạc đời và 50 bài thánh ca. Thế thì trong số những bài đó thì con cũng thường hay viết về quê hương. Và trong những bài về quê hương thì hôm nay con xin được kính hiến với bài Trở Về Quê Hương. Đây là một bài khi con đã đi sang một thời gian rất xa,
và đến khi mình trở về quê hương. Nhưng mà khi trở về quê hương thì cảnh vật quê hương vẫn còn đó, vẫn đẹp. Nhưng mà nhiều lúc mình mất nhiều lắm, mất đi bạn bè, mất đi người tình đầu, hoặc có thể mình mất đi cả cha mẹ nữa. Ấy vậy mà quê hương vẫn đẹp biết bao. Với nhạc phẩm Trở Về Quê Hương, con xin được kính hiến. Bao năm sao vắng, lòng hằng thương nhớ hình bóng quê xưa. Những đêm khuya lạnh, vừa thấy quê hương với buồn kỷ niệm. Thơ ông xưa, đời vui rất vui, bạn bè thân mến. Giờ đây cách xa, tuổi thơ đã qua, đời sống không nhà. Vì Chúa đã tiến đến ngàn xưa, sắp
Thank you.
mình tập thế. Nhưng tất cả những lời thất hương của tập chức thật là vinh dự, thật là hãnh diện. Bởi vì hôm nay Trà Yến là một người trong gia đình cuộc CEO của Bảo Lợi Thuận, hãnh chức linh mục. Thật là anh em chúng tôi thì gồm 500 người của giáo phận. Thế nhưng mình điều kiện thành ra là hôm nay chúng tôi chỉ đại diện hiện diện đây và kính thưa cha. Kính thưa cha, trong ngày vui trọng đại cha được về Chúa cho thì anh chị em trong gia đình của CEO vui lắm, hãnh diện lắm. Trước mọi người đây, trước tiên thì chúng ta một lần nữa chờ thật trước một tràng vỗ tay ạ. Chúng con kính chúc cha luôn vui mạnh khỏe, thánh thiện này. Và theo Chúa đến cơm, vâng, chúng con đã mất món quà để tặng cha. Và quý vị ơi, thêm một niềm vui nữa, chúng tôi sẽ gửi đến nhau cha một ca khúc, đó là Cuộc Sĩ Xa Hạnh Phúc, bài hát mà cha cùng hát với chúng tôi rất nhiều lần rồi. Vâng. Và sau khóa 3 ngày đó thì sẽ trở thành một Fusilita của
gia đình Kusinata. Và cái định hướng của cái phong trào Kusinata đó là bác ái giáo dân. Đó là một phong trào bác ái giáo dân và tất cả mọi người giáo dân đều có thể tham gia vào phong trào này. Và ở Việt Nam đã có khoảng mấy chục ngàn người đã theo được phong trào Kusido này. Xin mời quý bọc anh chị em chúng ta có thể vào. Ở đây thì cha Yến là người trẻ mới mà gia nhập. Con thì gia nhập từ năm 2011. Và hiện nay đang có 5-6 cha đang là linh hướng cho phong trào Kusida. Xin cảm ơn. Vâng, xin cho bước chân của những anh chị em trong cuộc si đô xem mỗi ngày một hung dũng giống như bài hành ca vừa rồi. Và kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn, chương trình của chúng ta còn rất là nhiều phần hấp dẫn và có còn nhiều những phần quà rất là ý nghĩa đang còn chờ đón những cánh tay, những người hái về. Vì vậy xin chúng ta cũng nán lại, bởi vì chương trình của chúng ta còn rất là dài nên xin quý vị chúng ta từ từ hẵng rời gót. Xin cảm ơn cộng đoàn và xin cô MC Duyên Sáng tiếp tục. Và xin bật mí nho nhỏ thôi ạ. Và những tiết mục về sau càng cực kỳ hấp dẫn. Xin hãy đón chờ và sẽ cảm nhận xem là MC nói đúng hay nói sai nhé. Chắc chắn là đúng rồi. Và ngay bây giờ con xin mời ông cố và tân chức sẽ lên đây để hai cha con sẽ cùng song ca ân tình ngọc lòng. Xin mời ông cố và tân chức ạ. Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa đại diện chính quyền quy cấp, kính thưa đại diện thường vụ hội đồng giáo sứ các giáo họ, kính thưa quý vị thông gia, quý ân nhân thân nhân gần xa, tạ ơn hồng ân Thiên Chúa, gia đình họ tộc chúng con có người con cháu được lành nhận thiên chức linh mục. Hôm nay ngày lễ đầu tay, giáo họ và gia đình tân chức sẽ tổ chức tiệc mừng qua lời mời là được quý cha cùng quý vị tới chung chia niềm vui. Gia đình chúng con xin trân trọng và tri ân trước tâm tình ưu ái mà quý cha cùng quý vị đã dành cho. Cảm ơn ban tổ chức, hai nhà hàng, ban nhạc đã nhiệt tình giúp đỡ cho tiệc mừng thêm trang trọng hơn. Trong tổ chức sẽ không tránh khỏi được thiếu sót. Kính mong quý cha cùng quý vị lượng thứ cho. Xin trân trọng cảm ơn. Bao nhiêu năm qua, hồng ngân Chúa luôn tuôn tràn. Ngài hằng thương ban, ơn lành giữ đây năm tháng. Chúa đã ươm mầm ơn gọi thánh hiến tình yêu. Ngọc lòng thêm nhiều người hiến dân đời. Nguyện xin dâng lên Chúa muôn lời tạ ơn. Qua bao năm trường, Ngài dù thương soi đường muôn hướng. Để con vui bước, tiến bước trong ơn mình. Ngọc lòng vang lên khúc ca ân tình. Mang con tin nhân quân đó hoa ân tình, tiệc phùng cao kinh chẳng niềm tin cay kinh mê, đôi kết muôn người quê mẹ giáo sư Ngọc Long, dù muôn phương trời nhưng lòng nguyện mãi không rời. Nguyện xin dâng lên Chúa muôn lời ta. Ngài dù thương soi đường muôn hướng, để con vui bước trong an bình. Ngọc lòng mang lên khúc ca ân tình. Trong tuổi thơ chẳng cả mãi
niềm thương nhớ. Nhớ lúa nương đồng, nhớ mẹ, nhớ tiếng ngọc lâm. Âm mi vô tình, mau về đi lễ quan thầy. Nguyện xin dâng lên chỗ muôn lời ta ơn. Qua bao năm trường, ngài dù thương soi đường muôn thương. Ngọc lòng ban lên khúc ca ân tình. Nguyện xin dâng lên Chúa muôn lời ta ơn. Qua bao năm trường, ngài dù thương soi đường muôn hướng. Để con vui bước, tiến bước bước trong an bình. Ngọc lòng ban lên khúc ca ân tình. Ngọc lòng ban lên. Cảm ơn quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Rồi xin cảm ơn các cháu và các bạn. Có đúng không? Thì hôm nay để góp vui và chúc mừng cho anh Yến, là một người anh rất thân thương và gần gũi với chúng con, thì con xin gửi đến ca khúc Ơn Gọi của Ngôi Sao. Nhấc tôi lên mây trời thành sao, thật vĩ cao, hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý. Tôi đã những bài tình tâm, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn càng mong về bên. Những lúc bước đi trên đường và những lúc hóa thân dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã khóc khi tình yêu vội vã, tôi đã nhớ khi người yêu chưa xa và đã biết thế nào là hòa. Bỗng một ngày Chúa gọi người nghe xót xa tim mình. Bỗng một ngày tình thì thật như cơn tức tâm lên. Chúa ơi, con đã dẫn con trên đường về đèo ngày.
Ngồi chọc kèo với nháu thì con mới nói là cha mà đi tu được thì chó cha kêu lệ. Vậy mà ngày hôm nay ý nguyện của cha đã thực hiện thì bà con cũng phải thực hiện lời hứa. Và giờ đây con xin là trao chiếc áo lễ cho cha. Xin mọi người cho cha một tràng vào tay ạ. Vâng, con xin cảm ơn. Và đây là một món quà con chúc mừng cha trong ngày hôm nay. Con đấy là con trả nợ cho cha. Vâng ạ. Và tôi được dịp bước lên đây, con cùng có một tiết mục rất vui và để gửi đến cha và chúc mừng cha. Yeah. Và ca khúc con gửi đến quý vị đó là ca khúc ca tạ ơn. Dạ có chứ ạ, à? Cha Yến đã nói con là nơi con giống như con biết. Dạ, và chương trình theo như MC nói rất là dài. Vậy thì con chỉ hát một câu phiên khúc và một câu điệp khúc thôi ạ. Câu điệp khúc con hát hai lần để dành thời gian cho nhiều người nữa. Vâng, chả đồng ý ạ. Vâng ạ, con xin cảm ơn. Con cùng sóng cá với nhau và xin tụi mình cho chúng con một chân vào tay ạ. Vâng, các xin cảm ơn. Đời con đã như nốt nhạc thiên, Chúa thiêu dệt nên thành công đã tuyệt vời. Đời con là cũng ước tri ân, xin sống một đời lời ta. Con bước đi tình thương.
Thuyền nan xa bờ bơ phơ, đời con như cánh bèo trôi lững lờ, chơi vơi giữa dòng đời tăm tối mịt mùng. Đời con cứ mãi ngẩn ngơ đi tìm bên đâu, đời con cứ mãi nhợn nhơ vỗ quên nẻo về bên Chúa. Chúa ơi, Chúa chính là
chọn hai đấng đưa thuyền nan đi tới, dù bão tố tới bơi, mây đen kéo dáng trời thì người vẫn dẫn lối đến bên bờ ơn cứu rỗi. Chúa chính là ngọn gió dìu thuyền nan lướt trôi, ngọn hai đấng đưa thuyền nan đi tới, giờ bão tố qua rồi, mây đen cũng tan rồi, đường về bờ bên mới chỉ còn hạnh phúc được cánh tay mẹ nâng niu, rồi mai con sẽ được nâng lên tầng cao siêu chính nhờ người đã cứu san trần trần gian, đã khiến thuyền nan bao lần buông xuôi, rồi con cũng đã nhiều phen dạ rời, buông trôi, trôi về miền tội lỗi cuối trời. Chúa chính là ngọn gió dìu thuyền nan lướt trôi, người là ngọn hải đăng đưa thuyền nan đi tới, dù bão tố tới bơi, mây đen kéo thì người vẫn dẫn lối đến bên bờ ơn cứu rỗi. Chúa chính là ngọn gió dìu thuyền nan lướt trôi, người là ngọn hải đăng đưa thuyền nan đi tới, giờ bão tố qua rồi, mây đen cũng tan rồi, đường về hạnh phúc.